bớt vô. Chưa mà. Đó, đúng rồi đó. Dạ. Đúng. Chỉnh hồi nãy thiếu góc bên đây rồi. Rồi. Những gì? Hả? Hả? Tôi đo cái nào dài được. Cái này có số 310 không? Không. 300 mấy? Không có số. Rồi, số ở đây. Có số đâu rồi. 27. Cái trên, cái này cái trên. Nè,
Rồi sỏ nghiêm chưa? Sỏ nghiêm chưa? Được nghiêm á. Sao? Nhớ bóp lại. Giải đẹp mình hai nó ra vậy á.
thấy không, cái màu sang không, lên sang không, mở đèn lên, đèn để đâu, đèn, đèn này nó chưa có bắt. Dạ dạ, chỉ bắt cái đèn ở dưới à. Máy này dục phải không? Dạ. Dục ngoài phải không? Coi từ đây, xỏ cái đó, xỏ vô trong, xỏ từ cái pin này lộ qua, thứ gì tiểu. Cái pin nó nằm ở đây nè. Ừ, coi coi cái pin nó từ lùa một bên một, lùa qua bên một á. Pin nó có nằm bánh nó hết rồi đó. Từ ngăn ở đây nè. Từ cái bìa nhất, cái bìa nhất á, cái bìa nhất kéo qua, nhắn qua. Này đúng không? Này đúng không? Cái đó là cái ngoài, ừ cái ngoài, ừ cái đó là đi nhắn vô. Nhắn vô đường này nè, đưa đây, đưa cái này nhắn trước nè. Cái này gắn trước nè, gắn từ ở ngoài đi vô trong. Em thấy không? Chơi cọc xịn lên luôn. Cái gì? Xịn nè. Chịn dạ không? Móc mẹ, cột đi màn. Chịn mấy con móc lên cổ. Sao? Cái tôi móc lên dạ. Móc hồi nãy không đem theo lên. Không có túi. Cặp này nè, mình mua đó là của người ta mua phải 50 cặp đó. 50 nghìn một cặp hả? Mình cặp của mình bằng người ta 50 cặp đó.
có ai rồi đi tập kia đi chưa chưa cái này cũng bị từ bị vô luôn thả xuống đi thả xuống đi dơ đâu có đau đâu thả xuống đi anh báo em. Dạ. Cái dưới đâu còn làm hai lớp đâu. Dưới làm hai lớp làm gì trời? Làm hai lớp nó đi theo nó thằng kia. Chứ nhân, nhiều khi cái mặt phòng tiền. Mới làm được chứ còn cái này cái mặt tiền mà làm chi hai lớp. Thường thường cửa phòng người ta mới làm vôn trắng nhá. Ở dưới đây anh làm vôn trắng thì chi nó vô với lại nó không có đúng. Ở lúc anh làm sao anh hỏi em trời. Là anh trường kêu đi làm luôn. Thế kêu làm y như vậy luôn. Y như vậy, là thêm một cái này nữa nè. Chứ ổng đâu có biết mà vôn víu thì đâu chọn. Mà thường thường ở nhà người ta là không đâu có làm hai lớp. Hai lớp thường thường người ta làm hai lớp. Nếu mà mặt tiền là đi từ trên xuống dưới là mà phải hai lớp chứ một lớp coi kỳ lắm. Anh bỏ cái đó vô nó mới kỳ á. Ở thường thường người ta đi hai lớp à, trên hai lớp là dưới cũng hai lớp cái mặt tiền. Bỏ cái đằng trước thì đây nó dơ với mặt tiền đâu có ai mà còn đâu dắt chưa dắt chưa cái mình kéo lại là đâu có ai hết kiểu dắt chưa mình người ta mới làm vậy chứ chưa cúng nè móc rồi cũng sao móc á cái bồn đó nó tính nhiều cái bồn đó cái bồn nó là tổng cộng là 17 triệu mấy đó hai cái cửa mà bồn không mà 17 triệu mấy tổng cộng hết luôn toàn nhà luôn á toàn nhà luôn đó cái thằng đó móc chết vô trong đi móc sát vô trong luôn chớp vô trong còn dư vi thì cho rùa vô trong
Rồi. Được rồi, vô phòng cái gì? Vô phòng cái gì? Đang. Sỏ ra ngoài. Hai trái nào, hai trái nào. Xúc xúc xúc. Lấy trong bồn nó ngọt. Xỏ trước thì tao cái bên kia mình leo qua dính cái ghế khó xỏ lắm đó. Chưa qua đây nữa, qua đây một chút. Qua đây một chút. Qua bên đây một chút. Coi kìa. Chưa, đây lấy rồi, ok. Rồi xỏ một con vô. Xỏ một con mà. Đi con luôn, con bự luôn, hai con đó. Ừ. Hai con luôn rồi. Ô. Oh. Đang làm đây. Hello. Đẹp quá. Hello, heo quấy. Đi lấy dầu hả? Vô chơi, vô chơi. Xin chủ nhà nè. À, tôi làm năm ngoái tôi làm nhà gần đây nha, ngoài 3B, ngoài số 3 ngoài này nè. Góc ngã tư á. Góc này nè. Ngoài này nè. Ở nó xóm nè. Dạ, dạ. Vô tham quan. Dạ, tham quan. Dạ, không dạ, nhận dạ, dơ lắm. Vô coi nè. Ô, đẹp quá ha, tôi đi. Mai mà đẹp chưa có xong. Đó, dằn ghế nè. Quá trời đẹp. Ông này, ông chịu chơi lắm, ông chơi nguyên dằn cái ghế da bò luôn á. Đầy da mà nhỉ da. Rồi, chừng nào muốn đặt công ty hay gì, muốn đặt da bò kêu tôi. Dạ. Đẹp quá. Cái đợt này đợt mới nè. Đừng có đạp đó nha, cái ghế của mình nè. Đạp ngay cửa sổ đi, tao dịnh cho mày. Đạp ngay cửa sổ đó, ừ, đu ra. Lột qua, rồi đu qua, đu cửa sổ đó, đừng có đạp trên ghế. Mấy con. Bộ, chị đi bộ hả? Cái này toilet hả? Dạ.
rồi ra đi, được rồi, rồi đè xuống hết chưa, cái sóng ra đưa, đưa lên trên á, cái sóng đưa lên trên cái đó, thấy cái sóng rồi đó, lật lên, ừ, lật lên trên, rồi. Rồi có đại gia quan hâm nữa nè, đại gia đó, đại gia Bạc Liêu đó, quá tỷ rồi. Ông chơi bộ da bò đẹp lắm, đẹp quá. Tôi giá tiền hàng trăm. Trăm triệu. Chừng nào có đặt da bò đặt tôi làm. Không phải chơi gì nổi. Có gì đâu. Dạ. Rồi bye bye sao? Dạ. Dẹp cái khoang cho nó. Cho cái tóc đây. Mãi lấy móc trên này hết chưa? Bỏ trên đó lại đi xe cua nhiều khi để nữa có giặt màng cái nhà có giặt màng. Bỏ lại mớ trên đó đó. Thì bây giờ bỏ lại mớ trên đó đi rồi có gì để nữa xe cua. Không nhiều khi không, anh không có về đó. Còn có thấy không? Bỏ vài cây đi. Có vài cây á, ấy vài cây anh mất. Anh là anh ở Sài Gòn chứ không phải ở đây hả? Ừ, ở Sài Gòn, qua năm rồi, là ở Sài Gòn có không á. Bỏ vài cây bắp rồi. Ở Sài Gòn á, giới thiệu là anh phải chạy xuống đây hay sao? Cho anh xin bê vài cây bắp đi, rồi ngủ vài cây bắp bỏ trên đây nè. Bỏ trên đây xin ta nè, tổ ơi, nhiều giống đây. Bỏ đây nè. Nhiều khi đừng có bỏ, nhiều khi để xe cua, nhiều khi để nó thay màng á, gì đó. Cái này là
đây nhìn dùng anh chọn đi nhỉ? Cái cái von này thả luôn đi đừng có. Chưa? Dạ chưa. Tức khi nào tới giờ đi? Dạ năm sau á. Cưới đâu? Trong Hậu Giang. Hậu Giang hả? Ủa mà xa dữ à? Hậu Giang. Hậu Giang hả? Hậu Giang nè. Dì Thanh hả? Dạ. Bữa anh ghé dì Thanh đó, anh làm Cần Thơ về ghé dì Thanh đó. Dạ. Rồi xong. Sắp rồi đúng không? Đến chưa có nét nè. Hồi này xét nét vài bữa nó mới đẹp. Kéo rất là nhẹ. Này, lên đẹp ha. Ừ, lên đẹp. Em thử kéo màn nha. Em kéo là rất nhẹ, cái mấy cái xài cái đồ cao cấp lên nó nhẹ lắm. Em kéo á, em đừng có gì, em nắm hai ba con như nè. Em nắm hai ba con như vậy nè. Em kéo vô. Kéo ra. Đừng có nắm một con. Kéo nắm hai ba con á. À, kéo vô. Thấy không? Rất là nhẹ. Dặn chị đó, cái phone đó, băng đêm á, mình mở đèn trong đây là ở ngoài nhìn vô thấy nha. Cái băng ngày á, băng ngày mình mở, mình ở trong này ngoài kia nhìn vô không thấy mình nhìn thấy ngoài. Để ý nha. Ừ, chứ không để ý nó có cái mạng đó, là thay đồ hay là gì bắt cỡ chết à. Bắt cỡ chết à. Đó cái nào mình dặn trước. Dạ dạ dạ. Bây giờ này ban đêm là ở ngoài nhìn vô thấy mình đó. Còn ban ngày thì mình nhìn thấy người ta không thấy mình. Giống như mấy cái kiến của ba em vậy đó. Ba em chơi đó. Phim đúng không? Ừ, phim đó, dán phim anh, nó chẳng cũng có dán nha. Vậy hả? Ừ, có gì muốn cho lên dán thì chạy lên Sài Gòn đây, em dán nó chẳng luôn. Ở đâu? Ở Sài Gòn. Chỗ nào? Thì em cứ đậu ở đâu, công viên nào có trống là anh tới làm dán à. À, là cho người đó dán. Ờ, tới rồi em sẽ dán, rồi không nhằn, rồi vô đâu. Hoặc là không có muốn vô sửa cũng được. Mày ngồi ngay chỗ đậu cà phê là mình ở dán luôn đó. Bên em mỗi lần công ty mua xe là nó dán sẵn hết trơn. Thì nó cái dạng công ty nó khuyến mãi. Ừ, thì cũng được. Rồi xong. Dạ. Ờ, tăng cổ điển, nhà quá đẹp. Chậm chưa? À, phòng cho bé, chết mẹ dướng rồi, cái giường kéo ra một chút. Ơi! Đây nè! Đây nè! Cái giường cho nó ra đi cho nó mấy cái này nó đẹp. Kéo cái bàn ra hai ba rồi tập xếp con đi con. Nè ba
Máy họ đổ nó mới hoài, nó mới lắp cho mình hả? Chị,